Ngộ quá. Con ma nào cũng mặc đồ trắng để tóc dài không vậy? Sao nó không để tóc ngắn mặc bikini? Anh cũng ở đây hả? À, tôi... Lầu mấy? Tôi ở lầu 8. Trùng hợp. Lại là lầu 8. Sao? Người mất cũng ở lầu 8 à? Không, chỉ ở lầu 9. Lầu 9? Trên tôi một lầu. Nhưng chỉ nhảy ở lầu 8. Sao lầu 9 không nhảy, nhảy lầu 8? Bữa đó cúp điện, đi lộn lầu. Ai ngờ số chỉ dắt quá, đi luôn. Sao vậy? Dưới cái lan can dằn ra đường xe đụng chết. Tội nghiệp quá. Tôi lên nghe. Chỉ thương người lắm. Cái tính thơm thảo hay ghé nhà người này người kia cho đồ ăn. Ham tập thể dục lắm. Không thích đi thang máy, chỉ đi thang bộ. Đi lên rồi lại đi xuống. Anh có gặp chị cho tôi gửi lời hỏi thăm nghe. Trước hay chị ra trước? Tôi ra trước. Chị đi đi. Hẹn gặp lầu 8.